Em xin kính chào các bác, chào tất cả nhà mình nhé. Dưới đây thì em có rất là nhiều những cái siêu phẩm gửi đến các bác mình trên live ngày hôm nay ạ. Ở trước màn hình của em là một lũa Koki các bác nhé. Em mời mọi người ngắm này. Bông cánh mai siêu đẹp ạ. Đó, rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Trời ơi, hương rất là thơm luôn. Các bác mua hàng thì nhớ liên hệ qua số 0977 842 981 ạ. Đây là bông nó đang có độ tàn các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, chia sẻ các bác cái mã Koki một giò duy nhất ạ. Và em chia sẻ các bác mình là 680.000 nhá. Giò Koki xưa là mít các bác. Và nói là trời, hoa thơm ngát hương luôn. 680 các bác ạ, duy nhất một giò lũa. Cái này là bão nó bể lá các bác này, 2 lá. Đó, nên sale các bác mình bằng 680 nhá. Mã số K6. Và tiếp theo thì em có mã số K1 các bác ạ. K1 1 chậu 3 cây. Đó, sale các bác nhà mình là bằng 600.000 các bác nhá. Đây là hàng chậu thì em sẽ chia sẻ các bác bằng 600k. Rồi tiếp theo là một chậu quế tím các bác ạ. Lá mít xếp rụt nhá. Phải nói chất cây siêu đẹp ạ. Một chậu đơn thân. Một chậu đơn thân quế tím. Và em chia sẻ các bác mình 160k các bác nhá. 160 các bác nhìn chất cây này. Đây vẫn ở trên những cái cục nguyên bản các bác ạ. 160 nhá, quế tím. Đó, các bác anh chị mua hàng nhớ liên hệ qua số 0977 842 981 ạ. Rồi tiếp theo là của em một cây quế trắng đơn thân các bác nhá. Có mã số là Q11. Đó, chia sẻ các bác mình một cây quế trắng VIP đơn thân với giá là bằng 600k các bác nhé. 600k một cây quế đơn thân VIP ạ, 600 nhé. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác một cây dáng hương cam hồng các bác ạ. Đây, một cây dáng hương cam hồng bị bồng con nhé, xếp rụt rịt. Đây mời mọi người ngắm. Đây là một trong dòng dáng hương độc và rất là đẹp, chia sẻ các bác bằng 680 các bác nhé. 680 ạ. Và dưới đây thì em chia sẻ các bác một siêu phẩm Ruy Cáo nhé. Một trong những cái giò tác phẩm hôm nay gọi là sale xả các bác mình 1.280.000 các bác ạ. 1.280.000 nhé. Cái này là đuôi cáo. Cái này cả cáo cả bằng lẫn 2 cây sơ mi các bác ạ. Lẫn 2 cây sơ mi nhé. Và chia sẻ các bác bằng 1.280.000. Mã số C10 VIP nhé. C10 VIP ạ. 1.280.000. Rồi dưới đây thì em có một cây nhạn 4N vừa hết hoa, xé một góc lá các bác này. Đấy, chia sẻ các bác mình bằng 380.000 ạ. Rồi tiếp theo thì chia sẻ các bác một chậu tam bảo sắc Điện Biên ạ. Đó, sale các bác mình bằng 200.000 một chậu ạ. Tam bảo sắc Điện Biên nhé. Dưới đây thì em có một giò hoàng tam bảo ạ. Hoàng tam bảo nhé. Mã này thì phải nói là bản lá xếp đẹp ạ. Mã số 1 ạ. Chia sẻ các bác bằng 300.000 ạ. Dạ, hoàng tam bảo mã số 2 ạ. Đó, chia sẻ các bác bằng 320 ạ. Tiếp theo là một chậu cáo các bác ạ. Đây, phải nói chất cây nở lá rất là đẹp ạ. Mã số 001 ạ. Đó, chia sẻ các bác bằng 120.000 ạ. 120.000 các bác nhé. Và dưới đây thì em có rất là nhiều những cái mã đẹp này. Quế trắng VIP này, mã số Q1 VIP ạ. Đúng rồi. Mã này là mã số Q1 VIP, quế Hòa Bình đang nụ ạ. Chia sẻ các bác bằng 1.000.000 ạ. 1.000.000 các bác nhé. Và đây có mã số là Q16 ạ. Bảo hành cho mọi người là hàng chuẩn bị nụ nhé. Cây này thì cũng sắp nụ rồi. Q16 chia sẻ các bác bằng 280.000 ạ. Cây đơn quá đẹp các bác, bản lá to nhé. 280.000 ạ. Đó, tiếp theo là mã số Q15 vẫn là quế Hòa Bình các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Bạn lá xếp rụt rịt nhé. Cái này thì phân nhánh 2 ngọn các bác ạ. Một thân mà phân nhánh 2 ngọn. Chia sẻ các bác mã số Q15 bằng 450 ạ. 450 các bác nhé. Và tiếp theo là một cây sóc đơn thân khủng ạ. Các bác nhìn thấy một cây sóc khủng long này. Đó, một siêu phẩm sóc khủng long. Và em chia sẻ các bác nhà mình là bằng một siêu phẩm sóc khủng long, chia sẻ các bác là bằng 860 nhé. Các bác là những cây giá thị trường mà cây đơn to này các bác mua tầm 1.500.000. Và chia sẻ các bác bằng 860 ạ. Rồi tiếp theo vẫn là một chậu sóc đơn thân mã số 2 ạ. Đó, chia sẻ các bác 380.000 ạ. Đây mã số 2, đây là hàng đơn thân các bác nhé, hàng đơn thân. Đó, 380 nhé. Và dưới đây thì em chia sẻ các bác những cái chậu denzo rất là đẹp ạ. Đây là một chậu tím chớp. Đây, cái bông của tím chớp thì nó siêu đẹp các bác nhé. Đó, chia sẻ các bác mình 268.000 các bác ạ. Đây là tím cánh chớp, một chậu denzo nhé. Tím chớp và em chia sẻ các bác bằng 268.000 ạ. Trong mặt bông siêu đẹp các bác ạ. 268 các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì chia sẻ các bác một chậu xanh ạ. Xanh ngọc các bác ạ. Đấy, chậu này thì to lắm. Đây là nó chĩa ra ấy, quên chưa nắn đấy mọi người. Đây, một chậu xanh ngọc đẹp các bác nhé. Một chậu xanh ngọc, cánh của nó cũng viền chớp đẹp các bác ạ. Chậu siêu to và đẹp, và em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 280.000 các bác nhá. Chậu này em bán 350 và chia sẻ các bác 280. 280.000 các bác nhá, một chậu xanh ngọc siêu đẹp các bác ạ. Này, hoa của xanh ngọc các bác này, nó siêu là đẹp luôn. Các bác mình chưa có thì sưu tầm nhé. Xanh ngọc, một chậu lan thuần phải nói rất là lâu năm rồi, chia sẻ các bác 280.000 ạ. 280 nhé. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác một chậu vàng tia. Nói chung là vàng tia thì các bác nó không lạ gì, chậu siêu to này. Gốc đẹp 260.000 các bác nhé, 260.000. Các bác anh chị mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 ạ. Và chia sẻ các bác một chậu Denzo hoa hồng đỏ. Cái mặt bông đấy thì siêu đẹp rồi, 200.000 các bác nhé, 200.000. Và dưới đây thì em có một chậu cửu bảo tiên các bác ạ, cửu bảo tiên này, cái giống xưa đẹp nhá. Duy nhất một chậu và đang có nụ, và em chia sẻ các bác chậu này bằng 480.000 các bác nhá, thanh lý 480 này, có đúng một chậu rồi. Cửu bảo tiên nhé các bác, cái dòng xưa này các bác không tìm ở thị trường không có. Và em chia sẻ các bác mình một giò kiều tím Sơn La. Đây phải nói là cả một cái tác phẩm, các bác nhìn thân này, toàn bộ là thân tơ nhé. Đó, chia sẻ các bác với giá là bằng 1 triệu ạ, 1 triệu nhé. 1 triệu cho một siêu phẩm kiều tím Sơn La các bác ạ. Đây, toàn bộ là thân tơ các bác, kiều tím Sơn La nhé. Đây, có một cục kiều các bác này, cả kiều và sơn thủy tiên này. Đó, sale các bác như mình bằng 230.000 các bác, kiều sơn thủy tiên các bác nhé. Các bác chốt là kiều sơn thủy tiên. Và dưới đây thì em có duy nhất một chậu kiều yên tử. Đây, cái này các bác phải mua theo thân. Và em có duy nhất một chậu xinh xinh này, sale các bác mình à. Bình thường các bác mua theo thân nó cũng tầm 850 rồi. Sale các bác mình là 320.000 nhé, 320. Kiều tím yên tử này. Đây, một chậu trí bản côn lùn nhá. Thực sự là hôm nay sale các bác ở giá thanh lý dọn vườn. Các bác mua một thân trí Huế, một trong top tứ đại danh kiếm thì nó cũng phải dao động từ 680-700.000 một măng rồi. Đó, chia sẻ các bác một chậu trí côn lùn 1 triệu 2. Rồi, một chậu xích long kiếm ạ. Xả các bác mình 400.000 các bác nhá. Bán đúng không bằng một thân trong hội luôn. Chia sẻ các bác 400.000 xích long kiếm này. Đây, một chậu hồng ngọc Hà Giang siêu to khủng lồ nhé. Các bác sưu tầm chấn vườn thì alo cho em. 800k các bác ạ, cả một chậu nhé, siêu đẹp. 800.000 ạ. Rồi một siêu phẩm xanh Huế ạ. Sale các bác mình bằng 1 triệu 100k các bác nhé. 1 triệu 100k một siêu phẩm xanh Huế VIP ạ. Đó, ngoài ra thì em còn rất là nhiều những cái mã lan đẹp các bác. Ở đây chia sẻ các bác một chậu mít này. Mít sen ban mai này, cả một chậu, hôm nay thanh lý các bác mình hình như còn 1-2 chậu. Đó, sale các bác 580.000 các bác nhé, cả chậu đẹp này. Một chậu sen hồng VIP ạ, 600k các bác nhé, thanh lý luôn 600.000 các bác ạ. Nói chung là không còn những cái mã. Đây còn một cái siêu phẩm chậu mẹ siêu to khủng lồ các bác, một chậu siêu to khủng lồ nhé. Đây, một chậu mít sen đẹp, chậu này thì phải nói siêu đẹp các bác. Chậu mít sen cánh mai này các bác nhìn gốc mẹ này, thân. Đó, thân phải nói ú ụ như thế này luôn. Đấy, và chia sẻ các bác chậu gốc mẹ này. Đó, sale các bác một chậu mít sen cánh mai siêu đẹp, và chia sẻ các bác chậu này là bằng 620 các bác, 620 nhé. Nhìn chung là toàn bộ là những cái tác phẩm VIP. Các bác anh chị mua hàng nhớ là nhấn like, gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 ạ. Và chia sẻ các bác một siêu phẩm, một cái giò gọi là lan cúc áo, phải nói siêu to các bác. Đấy, các bác dùng trang trí lan này, rồi là mọi người có thể là trang trí những cái chậu hoa kiểng hoặc là treo thân buông, buông rất là đẹp ạ. Ban công tường rào các bác có thể treo rất là đẹp nhé, sảnh. Đó, chia sẻ các bác một chậu lan cúc áo siêu to với giá là bằng 400k các bác nhé, 400k các bác ạ. Và dưới đây thì em có những cái chậu lan các bác siêu đẹp này. Đây, một chậu 5 cánh trắng hiển oanh, chia sẻ các bác 400.000 một chậu nhé. Một chậu mẹ gốc to các bác 400k, 5 cánh trắng hiển oanh này. Đấy. Tiếp theo là có một chậu quế tím mã số 3. Các bác nhìn toàn bộ là cây xếp rụt dịt nhá. Bán siêu đẹp, mã số 3, một chậu quế tím. Đó, chia sẻ các bác là bằng 230.000 ạ. 230.000 nhá. Đấy, cắt lỗ các bác một chậu cù lao minh chuẩn rừng Ninh Thuận này. Mã số 1 này, cù lao minh chuẩn rừng Ninh Thuận nhá. Sale các bác mình à, 360.000 các bác ạ, cắt lỗ luôn 360. Mã số 2 VIP ạ, bản xếp rụt dịt nhá. Chuẩn hàng rừng Ninh Thuận và chia sẻ các bác mình là bằng 750 các bác nhé, 750. Dạ, một chậu hồng yên thủy mã số 1 ạ, 200.000 ạ. Đấy, lan tiền tỷ hôm nay thanh lý các bác 200.000 một chậu nhé. Hồng yên thủy này, vừa xuống lá vừa lên hoa các bác, mã số 2 ạ, 250.000 ạ. Rồi một chậu mít ạ. Đây, một chậu mít tố đan các bác, nhìn chất gốc đỉnh đẳng cấp luôn ạ, 460.000 ạ. Dạ, một siêu phẩm kiều mỡ gà và chia sẻ các bác cái siêu phẩm kiều mỡ gà. 600.000 các bác nhá. Kiều hoa Tết, một trong những chậu siêu to ạ. 400k, 360k cho một chậu cát này. Siêu to các bác nhá, 360. Và em có một cây quế tím đơn thân tác phẩm ạ. Em mời mọi người ngắm này, chất bản lá to nhá, con này bản lá siêu to và dày ạ. Đó, chia sẻ các bác 350.000 ạ, quế tím nhá. Đây là một cây tác phẩm VIP 350 ạ. Và dưới đây thì em chia sẻ các bác một chậu nhạn A3. Một chậu nhạn rừng A3 VIP ạ, hoa xanh cốm. Đây, mặt bông ngũ đỉnh, và em chia sẻ các bác cái siêu phẩm này nhá. Đây. Cây mẹ được 20 cặp lá, cây bên đây cây mẹ vẫn được 16 cặp lá. Ở cây mẹ đây bồng một con nhá, cây mẹ đây bồng hai con. Đó, siêu phẩm nhãn A3, mặt hoa ngũ đỉnh. Và chia sẻ đến các bác nhà mình một tác phẩm VIP này với giá là bằng 2.280.000 các nhá. Nhãn A3, mặt hoa ngũ đỉnh. Đối với cái dòng này thì mặt hoa của nó địch đẳng cấp hơn nhãn tháng 8 các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm nhãn A3 thì chốt nhá, em còn mấy chậu VIP. Đây, mặt hoa ngũ đỉnh của hoàng nhãn A3 nhé. Đó, các bác mình sưu tầm thì liên hệ qua số 0977 842 981 để được mua hàng ạ. Đây, cái chậu tác phẩm thứ hai nữa, một cây A3 đơn thân này. Đấy, siêu to nhé. Cái mã này chia sẻ các bác bằng 550 các bác ạ, nhãn A3 nhé. Đấy, một cây nhãn A3 đơn thân siêu to 550 ạ. Đó, 550 các bác nhé. Và dưới đây thì em có chậu nhãn tháng 8. Đây, chuẩn cho mọi người nhận ra like luôn nhé. Chậu này thì bình thường các bác mua cây này nó tầm 480 đến 550 rồi. Thế sale các bác chậu này bằng 350 các bác ạ. Có đúng một chậu xả các bác 350. Hàng chuẩn bị nụ nhá, chuẩn bị nụ các bác ạ. Còn đối với chậu này mã số E2. E2 là một chậu tháng 8 VIP này, hàng này đang sưng mắt nụ rồi. Hàng đang sưng mắt nụ ở mẹ bồng con. Một cây này các bác mua tầm 1,5 triệu. Em sẽ sale các bác mã này, mã số E2 đây các bác, mẹ bồng một con này. Cái này hoa chính chủ rồi nhá. Hai cây này chuẩn bị nụ và em chia sẻ các bác bằng 1.350.000, 1.350.000 các bác ạ. 1.350.000 nhá. Ôi, tôi chết rồi, em xin lỗi, 1.380.000 các bác ạ. Tôi mà thôi, 1.350.000, 1.350.000. Hoàng nhạn tháng 8 nhá. Các bác sưu tầm mình nhớ liên hệ qua Zalo và số điện thoại là 0977. Đấy, mắt trâu lưng xanh các bác này. Các bác nhìn nằm khuôn hoa mắt trâu lưng xanh nó quá đỉnh luôn. Đó, chia sẻ các bác mã này nhá. Đó, mắt trâu lưng xanh mã số 1, 150.000 ạ. Đây em sẽ chia sẻ các bác những cái tác phẩm đơn thân dưới này nữa này. Các bác chờ em xíu nha, chia sẻ mọi người những cái giò lan đơn thân. Phải nói siêu đẳng cấp ạ. Đây. Em có cả thân thòng VIP này, nhiều lắm các bác ơi, hôm nay xuống toàn hàng VIP rồi. Đây em giới thiệu các bác một cái giò tác phẩm, đây là một cái giò đai trâu. Một cái giò cáo lai đai trâu các bác ạ. Đây. Anh quay hộ em cái giò này cái nhỉ. Đây một cái giò cáo xếp lai cái dòng đai trâu. Đấy, bản lá siêu to nhá, bản lá to nó thậm chí tầm 8 cm, 8,5 cm. Đây là cái dòng cáo lai đay trâu các bác ạ. Đây là cái hàng này nó là hàng rừng Thái lâu năm các bác nhá, hàng rừng Thái lâu năm. Em mời mọi người ngắm bản lá 8,5 cm, 9 cm này. Đấy, mẹ bồng 3 con nhá. Mẹ bồng 3 con các bác, hoa đỏ. Đấy, mời mọi người ngắm cái khuôn hoa của nó trước, hoa màu đỏ các bác ạ. Hoa màu đỏ phải nói siêu đẳng cấp. Đây là màn hình nó bị mờ lóa đấy, ánh nắng nó chiếu hơi lóa các bác ạ. Đây, cầm cái tay nhân hộ em cái này một xíu đây. Đấy, cây to nặng quá nhỉ. Bản lá siêu to các bác ạ. Đây, em mời mọi người ngắm nhá. Đây là cái dòng cáo xếp lai đay trâu của hàng rừng Thái. Cây đã có mặt tại Việt Nam nó tầm 10 năm nay các bác ạ. Đấy, và em chia sẻ các bác mình 1.680.000 nhá. Có đúng một cực phẩm thôi. Hôm trước em về một giò khủng em bán là 15 triệu. Hôm nay bán các bác giò này 1.680. 1.680 các bác nhé. Mẹ bồng 3 con. Đó, ngoài ra dề đằng sau là một cái dề phi điệp to nữa các bác. Đấy, búi các bác gốc mẹ này. Cả một dề phi điệp như thế này nhá. 1.680 các bác ạ. 1.680. Siêu to các bác nhé. Đây là hàng rừng của Thái nhưng mà tại Việt Nam là tầm 10 năm nay rồi. Hàng này em sưu tầm phải nói là cả một cái cực phẩm các bác ạ. Cái lá viền của nó gần như lá kể các bác nhé. Rồi qua đơn hạ em cái giò kia xuống này. Hạ em cái giò hoa trắng này xuống này. Giò hoa trắng tinh ấy. Đó, nó vẫn là dòng cáo lai cái dòng đai trâu. Đây. Đấy đúng rồi, cầm đấy. Đây các bác nhá, cái giò này thì hoa của nó là hoa màu trắng các bác ạ, hoa màu trắng tinh. Hoa màu trắng tinh, hoa chính chủ các bác nhé, hoa chính chủ. Đấy, chia sẻ các bác giò này bằng 1.180.000 nhá. 1.180.000 các bác ạ. Đây hoa của nó là cái hoa màu trắng siêu dài các bác ạ. Đây là cái dòng cáo lai đay châu của rừng Thái, mà nó là một trong những cái mặt hoa chính chủ rất là đẹp ạ. Các bác sưu tầm mình nhớ liên hệ qua Zalo cho em ấy. Hoa màu trắng tinh luôn các bác, hoa màu trắng tinh này. Nó siêu đẹp các bác nhá. Và chia sẻ các bác bằng 1.180.000. 1.180.000 các bác nhá. Đấy, em xin phép qua đơn hạ giò quế to xuống em cái. Giò quế to. Đây, tiếp theo chia sẻ các bác một giò quế trắng tháng 8. Đấy, các bác nhìn chất cây này, nó là bao phê các bác ạ. Hôm nay thì nhiều siêu phẩm lắm. Đấy, các bác ngắm cho em nhé. Đây, em mời các bác ngắm một trong những cái tác phẩm quế trắng tháng 8 ạ. Đang nụ các bác nhá, rất là nhiều nụ luôn. Đấy, cái lũa này của em là nó hết chất dinh dưỡng rồi các bác ạ, nhiều lắm, toàn mẹ bồng con các bác nhìn này. Này, mẹ cứ phân nhánh bồng hàng rất là nhiều con luôn đây. Đang chuẩn bị nhô nụ hết đây các bác nhá. Đây. Mẹ bồng con các bác nhìn thấy nụ quá trời đất này. Này. Đây các bác ạ, quế trắng tháng 8 nhá. Mời mọi người ngắm cái lũa này cho em. Đó, chia sẻ các bác cũng bằng 1.680.000 các bác ạ. Đang nụ rất là nhiều mẹ bồng con nhá. Cả một cái siêu phẩm. Đây là quế của Hòa Bình mà nó hơi thiếu chất dinh dưỡng các bác ạ, hết phân rồi. Đây các bác nhìn này. Đấy, vòi hoa rất là to luôn các bác, rất là nhiều nụ nhá. 1.680.000 các bác, Q20. Q20 nhá, VIP. 1.680.000. Đó, Q20 các bác ạ. Rồi, cái đấy anh kiếm cái dựng đấy để tí em ấy cái khác nữa. Và tiếp đây thì em chia sẻ các bác những cái chậu lan thân thòng này. Trời, các bác, hôm nay toàn là siêu phẩm rồi. Trưa hôm nay có bác ở trên cái gì Tây Hồ Hà Nội lấy 30 chậu phi điệp. Tại vì nhà bác ý thì bác này lại chuyên về thân thòng, còn đơn thân thì bác nguyên mua giò to rồi. Đấy, chia sẻ các bác một chậu ma bó. Đây là cái hàng quốc dân, dễ hoa nhiều hoa, một chậu ma bó nhá. Toàn bộ là hàng chậu mẹ các bác ạ. Đấy mà tiềm năng các bác nhìn thấy này. Khi các bác vọng lên chậu nó cũng được một cái tác phẩm. Và em chia sẻ các bác một chậu ma bó VIP 350 nhé. Một chậu bệt ma bó bằng 350. Đây một chậu ám mắt trâu lưng xanh này. Ám mắt trâu lưng xanh toàn bộ là hàng chậu mẹ nhá. 360 các bác ạ. Vừa hết hoa xong. Mắt trâu lưng xanh nhé, 360. Rồi tiếp theo lại xả cho các bác một chậu này. Tím số 8 của Tuyên Quang. Toàn hàng siêu phẩm nữa các bác ạ. Tím số 8 nhá. Đó, một chậu khủng, chia sẻ các bác mình 500.000 một chậu ạ. Đấy, những cái chậu này thì tiềm năng. Ôi thôi chết, chậu này là 580, hãy để các bác 500.000. Tím số 8 Tuyên Quang nhé. Hoa ở cực đẹp các bác ạ. Cái dòng tím số 8 này hoa mãi đỉnh luôn các bác. Đây. Tím số 8 của Tuyên Quang đây các bác. Hoa siêu đẹp nhá. Đó, chia sẻ các bác một chậu mẹ 500.000 mà cuối năm nó phải tầm 30 thân hoa các bác. 500.000 ạ. Đây, và tiếp theo thì lại chia sẻ các bác một chậu mắt đỏ Tân Lạc Hòa Bình. Một chậu mắt đỏ Tân Lạc Hòa Bình thì em chia sẻ các bác chậu này cũng bằng 380.000 nhé. À chết, chậu này 450, 380 luôn, 380 mắt đỏ Tân Lạc. Đấy, này combo 3 chậu 5 cành trắng này, cái này là em bóc chậu tại vì nó là hàng 5 cành trắng lộn xộn nhá. Bóc chậu chia sẻ các bác 150.000. Không bằng người ta bán 1 kg các bác ạ. Một chậu kiều tím Tuyên Quang này, 450.000 này. Rồi một chậu cáo nhá, mã số 002 chia sẻ các bác 140.000 hoa đỏ nhá, hoa đỏ. Cáo cá bằng 140. Đó, tiếp theo là một chậu 6 mắt Phụng Tiên. Đây một chậu 6 mắt Phụng Tiên đẹp, chia sẻ các bác chậu này 480 à. Rồi để các bác 400.000 các bác nhá, 400.000 6 mắt Phụng Tiên. Đó, tiếp theo là một chậu cánh mai của Hải Phòng đẹp nhá, bầu cánh mai Hải Phòng. Các bác ơi, hoa là nó siêu xuất sắc này. 268.000 các bác nhá. Đấy, bầu cánh mai Hải Phòng 268.000. Dạng tiếp theo là một chậu nữ hoàng 28. Phải nói một trong những cái cực phẩm mà để các bác vừa mới hết hoa, tiếc quá luôn. Tiếc quá luôn các bác ạ, nữ hoàng này vừa hết hoa. Chia sẻ các bác chậu tác phẩm này nhá. Đây một siêu phẩm nữ hoàng 28, chậu siêu to. Mã này thì chia sẻ các bác bằng 780.000 các bác. Giò này các bác mua giá thị trường tầm 1,5 triệu. Xem các bác 780.000 nhá, 780.000 các bác ạ. Tiếp theo là một chậu núi chúa, toàn bộ hàng mẹ các bác này. Đấy, nó được cái là tiềm năng là ở chậu mẹ các bác. Một chậu bệt núi chúa 400.000 các bác nhá. 400.000 cho một chậu bệt núi chúa, chậu mẹ siêu to này. Đấy, rồi tiếp theo là một chậu mắt đỏ Sơn La các bác ạ. Đẹp lắm các bác, toàn bộ là hàng chậu mẹ nhá. Chậu này siêu các bác 380.000 các bác ơi, mắt đỏ Sơn La các bác nhìn này. Trời ơi, hoa đẳng cấp này. Đấy, siêu đẹp các bác nhá, mắt đỏ Sơn La. Đấy, các bác sưu tầm thì nhớ liên hệ qua Zalo cho em nhé. Các bác nhớ là mọi người đừng có comment dưới bình luận, bên em sẽ không có thời gian trả lời tin nhắn ạ. Mắt đỏ Sơn La 400.000 các bác nhá, 400.000. Và tiếp theo là một cái chậu bệt Linh Giang ạ. Đấy, em mời mọi người ngắm cái chậu bệt Linh Giang mà nó như thế này thì cuối năm các bác có một cái chậu khủng như thế nào rồi, tưởng tượng được không ạ? Giò này là 580.000 các bác nhá. À không, giò này sale các bác 500.000 đi. 500k các bác ạ, bệt Linh Giang. Quốc dân dễ hoa, nhiều hoa và sai hoa các bác ạ. Đây là cái hàng bệt quốc dân dễ hoa, nhiều hoa và sai hoa. Đó là bệt Linh Giang nhé. Một chậu bệt Linh Giang chia sẻ các bác 500.000 một chậu ạ. Đây là cái tốp lan thân thòng, phải nói là quá nhiều hoa và dễ hoa các bác. Đó, 500k cho một chậu bệt Linh Giang các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một chậu. Một chậu cánh bầu Hải Phòng quá đẹp các bác ơi, quá đẳng cấp luôn. Cánh bầu Hải Phòng này. Đấy, các bác nhìn cho em cánh bầu Hải Phòng đẹp chưa? Một chậu cánh bầu Hải Phòng siêu VIP nha. Và chia sẻ các bác nhà mình 550 ạ. Đó, 550 nhá. Những chậu khủng này các bác mua ở giá tiền triệu, chia sẻ các bác 550. Ở đây là chậu 6 mắt Thái Bình ạ, chia sẻ các bác 360.000 nhá. 6 mắt Thái Bình 360. Đó, chia sẻ các bác một chậu 5 cánh trắng này, hàng lá kể nhá. Hàng lá kể các bác. Đấy, nếu các bác mua theo ki thì nó cũng tầm 480, 550 một ki rồi. Em có duy nhất một chậu thôi. Đó, sale các bác nhà mình 360.000 nhá. Đấy, combo 4 chậu 5 cánh trắng các bác ạ. Cái này là em bóc chậu nhá. Mã số 3 chia sẻ các bác 168.000 nhá. Hàng này là bóc chậu nên là em thanh lý các bác về, các bác ký lũa. Các bác nhìn những cái chậu, toàn bộ hàng chậu mẹ này. Nếu mà các bác mua những chậu này nó tầm 250 rồi. Mà em chia sẻ các bác có 168.000 các bác, hàng bóc chậu nhá. Cái này là em nhổ cây bóc chậu, gửi cây chứ không để gửi được cả chậu các bác ạ. Và em chia sẻ các bác cái combo mã này là mã số 1. Vẫn là combo 4 chậu 5 cánh trắng 160.000, cả hồng luôn các. Cái này nó lẫn cả hồng yên thủy mà nó gọi là 5 cánh trắng lộn xộn rồi. Mã số 1 160.000 nhé. Thanh lý các bác. Các bác anh chị mua hàng nhớ liên hệ qua số là 0977 842 981 để được mua hàng ạ. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều những cái siêu phẩm đơn thân nữa nhá. Xin cảm ơn các bác ạ. Rất là nhiều lan đẹp. Các bác anh chị mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại trực tiếp giúp em nhé. Mọi người nhớ là gọi điện trực tiếp để được mua hàng. Không có các bác liên hệ qua số các bác comment dưới bình luận thì bên em sẽ không có thời gian check tin nhắn ạ. Nó sẽ không có thời gian check tin nhắn các bác nhé. Em quên mất. Em có cái chậu lâm sung này, bác nào sưu tầm thì xem các bác một chậu bệt lâm sung này. Đó, một chậu bệt lâm sung này 260.000 nhé, 260 các bác ạ. Đấy, ngoài ra thì còn rất là nhiều tác phẩm đẹp. Bác cứ alo trực tiếp cho em nhé. Xin cảm ơn các bác ạ.